thì mũi trật sau 23 đồng chí đó, chết 21 đồng chí đó, cả chết cái bị thương 21 rồi. Thế là còn là tôi với hai, một đồng chí quê ở, tôi nhớ biết quê ở Bình Hải, thôn Đồng Trì Bình Hải, một đồng chí người miền Bắc. Cái tôi mới nói thôi bây giờ tình hình căng thẳng lắm rồi bác, nó bây giờ thôi bọn mình thu súng vô đi, mà mấy đứa nó cũng chưa biết thu súng, rằng bọn cả gai xếp rồi nè, tôi biết thu sát lên, sát vô ngực đi, nếu xem là trong băng đạn còn đạn không, không còn đạn đến lấy mấy đồng chí chết bỏ vô lắp đạn vô, một đứa phải ra băng đạn cho ta lấy lựu đạn mấy thằng kia à, tôi chỉ mấy đứa chết lấy lựu đạn mấy chết mấy đồng chí chết, nhưng mà trước hết là kiếm mấy cây mẹ cái đã, đuối bụng quá rồi à, đuối bụng quá rồi. Thì anh miền Bắc đó, anh cũng nhỏ con, chả thấy lục ông anh hy sinh ra, ông lấy miếng cơ, ông lấy cái vết cơm vét ra cho tôi. Thì mấy cơm vét về cái dù trắng á, lấy cơm vét ra thì hắn bị, máu nó bị thương nó hết nữa rồi. Tôi mới cắt, tôi mới lấy tay tôi hất cái miếng cái máu ra. Cái còn không máu là tôi ăn, em miếng. Tôi ăn miếng, em miếng cơm. Tôi thôi, chuẩn bị nhỏ nghe. Mấy anh nói là, dạ, anh tá nhà cách thế nào đây à, thôi bây giờ là thế này, cứ mỗi đứa hai cầm heo quả lựu đạn heo quả lên tay đi, đứng ba góc à, anh ta hô 1 2 3 là bà bị ném lựu đạn xuống, bây giờ à, lựu đạn chết là nhả liền à, có nghĩa là lựu đạn chết là địch thắng nằm, nghe lựu đạn chết là địch thắng nằm, đó là nguyên tắc, đánh địch biết, đánh lo ngàn biết, chết cái là địch thắng nằm, chúng sợ nó sợ lựu đạn đổ chết thắng nằm chứ. Thế bọn tôi đi lào nhả xuống, nhà số này trả đi hà rồi thứ sáu cái phía bắc này đường về em qua à, đường về đồng Trà Cai, đây Trà Cai đây, Trà Cai đây, Trà Cai đây, tôi bọn tôi nhả xuống, ba đứa nhả xuống, nhả xuống thì trả đi hà rồi thứ sáu, thì một đồng chí dính đạn chết, tên chết nằm trên bờ rồi luôn. Thế tôi thấy đó, còn hai anh em tôi trả ra được. Vậy là tôi có hay nhé, là cái con đường vô á, đường tôi vô, để vô là tôi nhớ cái đường tôi ra là được à, nhớ cái đường tôi ra là được à, khi mình mở một khóa vô mà khi mình đánh sao mình nhớ đường ra được à, tôi đi chiến đấu hầu mô cũng có trong cái tư tưởng tôi là đánh giúp, nếu mà thắng thì ở là giải quyết trận địa, mà không thắng thì chọn con đường nào mà để mình lưu quân cho an toàn, lưu quân an toàn à, thì bây giờ có cái đọc suy nghĩ à, để mình về luôn à, ta. Thì thật ra hầu nó ra cái là ra đến đồng trà cai đấy, bắn quá trời, để heo đợi liên bắn quá trời luôn. Thì với anh đi chắc để ở địa phương anh biết này, nó có một cây nhỏ nhỏ thế này đó, thì anh em thương binh mình nằm ở đây đó. Nằm ở đây đó. Mà tội nhất là đồng chí tôi mới đưa về cái đất theo anh em, đồng chí đó ơn với chân tôi, ta dìu giùm anh ra cả. Tôi nó không được là anh ơi, thôi anh cứ ở đó đi, bây giờ anh bị thương cái chân nặng quá mà ra tôi dìu được à, không dìu được đâu, thôi để tôi ra ngoài đó xem cho anh em để tổ chức đánh vô lại đồng, rồi đưa mấy anh ra à, thì tôi mới trả lại hụt cái đường dài chị hỏi nhà trai nó hụt đường dài bây giờ đó gần nhà để hụt đường dài cho trận đánh nó như thế đó à, còn diệt địch bao nhiêu thực tế là không nắm được. Nhưng mà tôi ra tôi thấy, khi tôi trả ra thì thấy hai người lính chết nào đó à, à, một ông thì nằm ngửa, ông thì ấp sấp chú à, mong cho cái bình ấp sấp chú, tôi ra tôi thấy ha nằm đó à, hôm đấy là gì nào đó, người chết nào đó là khi đó rồi về đến chợ Cấm Khê thì anh em thương binh về làm ở đó, rồi dân người ta xuống đấu tranh thì dân người ta kéo xuống đấu tranh để đồng khởi thì bị một ba dí bắn, bên thời dân người ta bỏ bánh tét bánh chưng tụm lên bà lại chứ nhưng mà đó đấu tranh là cả với miền Đông cả miền Tây vô đứng vô thị xã mà đấu tranh thì 5 giờ chiều thì mình trở về, tôi mới về đến Cẩm Khê. Thì thực tế ra anh em số thì bị thương mà hầu hết là hy sinh ra tỉnh đường hết, hy sinh tỉnh đường hết, mấy cô chị nuôi hồi nó mấy cô chị nuôi rồi tội lắm ừ, có nhỏ thôi về không thấy lính nữa, nó thấy cứ ôm nhau khóc. Trận đời xuân 68 là như vậy đó à, tôi là người được vinh dự được đơn vị vô nhiệm vụ,
và hoàn thành nhiệm vụ đời sống 68 này. Cái chiến dịch Xuân 68 là cái chiến dịch tổng tấn công Mậu Thân. Thì ở Quảng Nam và trên toàn chiến trường miền Nam là như chị cả chị đã biết, tức là đây là một cuộc nổi dậy một cách toàn diện, tức là vừa đánh quân sự và vừa cái thời nổi dậy trong thành phố, dân nổi dậy, cái thời sự nổi dậy của dân các vùng nông thôn kéo đến để cướp chính quyền. Thì Tâm Kỳ này là một trong những điểm là trọng điểm, là vừa đánh quân sự mà vừa nổi dậy kết hợp với cái lực lượng quần chúng ở tại chỗ. Thì cho nên là mấy anh đi thì tôi thì lúc đó thì Xuân Mậu Thân thì tôi không ở Tâm Kỳ mà tôi là ở khu quỹ và đi ra tới Đà Lộc chuẩn bị xuống Đà Nẵng. Tôi là trang đoàn của quân của khu quỹ xuống Đà Nẵng để tiếp thu Đà Nẵng, còn ở đây á là tiếp thu Tâm Kỳ. Thì như anh Tá anh nói là, tức là vừa các anh đi chiến đấu là phải có hai bộ quần áo, một bộ quần áo bộ đội và một bộ quần áo xe vinh. Khi mình ở lại Tâm Kỳ á, thì bận có bộ đồ xe vinh á, đi ra đường phố tiếp xúc với dân. Nhưng mà do cái lệch giờ Xuân Mậu Thân nó lệch giờ rê, người ta nói lệch một giờ, mấy năm là một giờ, nhưng mà Xuân Mậu Thân nó lệch tính cả ngày, cho nên các anh này là đi xuống rồi không đúng kế hoạch, tức là đúng cái ngày đó là đêm 30 là Bắc Hồ nó năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến nhất gần tháng to, thì Bắc Hồ đọc cái thư chúc Tết đó thì cả miền Nam là nổ súng. Nhưng mà nghe cái dừ nam nữ á, là nó lệch mất một ngày luôn. Cho nên nhá là anh em bị xuống gần tiếp cận nội thị rồi là kéo lên trở lại là xuống lại. Cho nên anh Tá anh bỏ cái đoạn kéo lên đó, cho nên là nó bị kế hoạch bị giữ mất yếu tố bí mật. Cho nên khi quấn vô tỉnh đường Quảng Tín là ảnh là mũi thật sao và là xông vô á, tức là đánh vô như chỗ không người, đánh vô tỉnh đường chiếm rất là dễ. Nhưng mà vô rồi á là cái tuần dưỡng là cách đây 8 cây số là xe tan pháo binh rồi bộ binh nó ở tuần dưỡng á, là mình bố trí một trung đoàn để trung đoàn tiểu đoàn pháo binh để dập cái tuần dưỡng cho nó không ngắt đầu dậy thì mình đánh đây. Nhưng mình cái tiểu đoàn mà pháo binh đó là bị nó chặn mất, nó rỡ quân nó chặn cùng ngay hết, thì ổng cũng không đến được để bán cho nó được. Thì cái thằng tuần dưỡng nó còn nguyên và nó đưa xe tan vô, từ đó là cái đài 7-8 cây số nó vô và đưa bộ binh vô, nó vay cái tên đường Quảng Tín. Cho nên anh này đánh bằng đêm đến 6 giờ sáng nào nó vay hết. Thì ảnh và ở trong đây tự thủ, thì ảnh vô là 50 mấy người là cháy hết luôn. Và ảnh nó có nó một cái chỗ, tức là cái nhà tỉnh trưởng, dinh tỉnh trưởng 2 tầng. Thế thì đánh chiếm cho nên là người mới bị thương là đưa vô cái chỗ đó để cứu thương, có y tá cứu thương được không ạ? Cho nên là đánh đưa vô đó mà xa đó nó bay hết, cái là mà anh phải lên lầu 2 để chiến đấu tự thủ, cháy hết thì còn là mấy anh thì thôi. Thế là cái trận đánh theo tôi á, tôi là một người mà nếu nghiên cứu suy nghĩ á, thì đây là một bi hùng ghê gớm. Anh Tá là khi mà tôi dẫn anh đến đó mấy cái đây mà hơi nam, tôi dẫn anh vô ngay cái chỗ mà cái thằng hai đó lãnh khóc vì bộ đội đồng chí anh chết. Nhưng mà hắn quan trọng là cái Tâm Kỳ thế này nè, mình chết có thể là mấy trăm người, như tiểu đoàn 70 là chết cũng có 100 người, rồi V16 là chết gần hết, rồi tiểu đoàn 74 là ở phía dưới cũng chết là bị lộ mà. Nhưng mà có một điều là một đội quân kiên cường, không ai đầu hàng. Chết đây thì sợ nhưng không có người đầu hàng, nó bác thì nó bác thôi chứ không có chạy ra hàng. Chạy về phía Tâm Thang là
bán, nó bán chạy hết công quả, dưới thề nó bán, ở dưới kia nó bán, nó bán là chết thôi, chết là chết chứ không đâu. Cho nên bởi một cái quân đội như thế, tức nếu mình so ra là nó thắng lợi hay thất bại thì ở Tâm Kỳ là không phải thất bại, không phải thắng lợi đâu, chết dữ quá, nhưng mà không có người đâu. Nó kiên cường như vậy, cho nên đất nước mình phải thắng Mỹ là như vậy đó. Thì ngay cái xung đột thăng thì tôi thay mặt anh ta tôi nói là quân bộ đội của mình kiên cường chứ. Tôi hồi đó thì sau khi lồn ở trong rừng trinh sát á, thì lúc đánh một thăng thì rút tôi về làm cái tốc chiến của thi đoàn. Hôm đó tôi thì ở trong cái ban chỉ huy tiểu đoàn là có anh Vũ Thành Nam là tiểu đoàn trưởng, Lê Hợ Lý là chính trị viên, và có tôi với là một số đồng chí tổ trinh sát, tổ thông tin. Vô đứng ở chỗ tiểu đoàn thì cái mương nước ở trên gốc cây này chảy xuống thì đứng đó, cái bộ phận chỉ huy tiểu đoàn là đó. Thế thì đến giờ nổ súng á, anh Nam anh đẩy tôi là ảnh dẫn đứa trinh sát, đứa thông tin vô lệnh cho đội hai cái chỗ trước á là bắt đầu nổ súng. Thế hồi nó dùng chiến thuật là đánh một phá liên tục để phá rò, nó không phải dùng chiến thuật đặc công rồi mà hắn cũng biết mặt bóc sót cũng thật sao vậy các, nhưng mà không phải rút rộng mà phải dùng cái bật phá liên tục, tức là được bật phá già thì giờ mới tha tung vô cái là giật từ xe tung phần rò lên rồi ra lên gọi là thì đánh như thủ đó. Thế còn vận dụng cái này thì cũng như các anh nói thôi, tức là theo là hồi đó thì thực hiện cái là hơi trong cái mũi giúp cầm, tức là quân sự đó đánh chính trị và bình vận địch vận thực hiện như thế. Cho nên là sau khi đánh cái xung số tóm là để làm bước quẹt cho cuộc chiến tranh tiếp theo sau này. Nếu không có chiến tranh cái xung số tóm thì có người bảo là chiến tranh số tóm là chiến tranh thất bại, thì nếu không có số tóm thì là nói như thế thì anh phủ nhận hoàn toàn cái kết quả của cái xung số tóm, mà chính cái xung số tóm là bước quẹt cho cuộc chiến tranh. Trong đó là gì? Sư đoàn 7 ở Mỹ Cơ nằm trên Tâm Kỳ đây, nằm đó, sư đoàn 1 nằm đó nghe, thì cứ nó liên động người sao đó, liên động người sao. Còn tiểu đoàn 30 thì đánh chiếm tỉnh đường, rồi các đơn vị khác thì nó đánh theo hợp đồng thôi. Là kỹ thực hiện nó đánh như thế. Thế thì cũng ra trận đó đó mà tôi bị thung đa qua đây đây, tức là cái không kiềm chế được cái ghi của Tâm Kỳ, cho nên cái đà điên của cái cây xuống và tăng đó là cái mương nước nó có một cái khoảng trống này, tôi đứng tôi quan sát, đi quan sát để làm cố gắng cho anh Nam chỉ đạo từng bước đó, thì ở trên cái cây mát này. Còn ở dưới này á, thì cái xe tăng của trung dưỡng vô đứng đường một với chạy theo. Cái lúc đó thì cái ngày 1 tháng 2 năm 68, tức là mùng 1 Tết á, đúng 4:30 thì nổ súng. Thì lúc đó nổ súng là như anh Tá nói ta hồi nãy đó, ta là phát đứa máy trăm ngàn của quỷ đó để súng tiêu đó, quánh không phải rút mà quánh chiếm đó. Chiếm thời gian bao nhiêu thì cái chuyện nó khó, nhưng mà kiên quyết phải chiếm. Đó là như thế. Thì cái tiểu đoàn 30 lúc đó thì đã lật được lực nhiệm vụ là đánh chiếm, và đã ở lại ở trang đó là tới trưa hôm sau là ba đồng chí tới trưa hôm sau là đánh chiếm lại, thì mới giải quyết được, hắn mới giải quyết được cái hết cái lực lượng cách mạng của mình ở trang cái dinh tư trưởng, dinh tư trưởng là cái kiểu đánh nó như thế. Thế rồi tiểu đoàn á thì
So với cái việc đánh núi thành thì đó tiểu đoàn lúc đó đã lớn mạnh rồi, quân số cũng tương đối đủ, vũ khí cũng tương đối đủ rồi, cũng tương đối đủ. Cho nên là có cái tổ chức từ cái tổ chức trung tiểu đội là đều có hạt cơ bản đó, chứ hầu mới dòng ngũ thì không là cơ bản đâu. Như tôi ở thằng trên shop rút rồi này rồi nọ cũng tự hạt đấy thôi, về rồi rút rồi về rồi cũng xây dựng lên cái hòn rồ y như cái đồng đó, rồi cũng tối tức là từ 13 đến 18 âm ở là sáng khen là gì về dựng lên rồi để rút rồi cách quỷ tròn cách rút rồi đấy. Thế nhưng mà sang này thì là anh em miền Bắc đã hạt cơ bản có bộ bổ sung, và cái đội có bộ cũng được đã được đi hạt đồ tộc cơ bản về chiến thuật về kỹ thuật sử dụng các loại vũ khí thì đều cũng tương đối tốt. Nhưng mà cái lực lượng của hắn thì lúc đó hắn lực còn nhiều quá, có Mỹ, có Quỷ, có sư đoàn Mỹ nữa. Rồi cái lực lượng của Mỹ, của Quỷ lúc đó hắn đã có quân đoàn rồi, có quân đoàn rồi đó. Ví dụ như quân đoàn một chiến thuật này, ví dụ như thế. Rồi cái sông ba hắn cũng đã rồi, nhưng mà ta quánh như thế đó, với lực lượng của ta quánh như thế là quá được, là tốt rồi. Cho nên tôi trong lúc tổ chức chiến đấu thì tôi là sĩ quan thất chiến của tiểu đoàn, thì anh chính địa viên anh nói thế này, anh đồng viên này mà thời cơ đã đến rồi, có đồng chí sẽ tiến thành. Tôi như thế mình có vi phạm không? Đó là ngừng bán, nó còn đâu mà vi phạm như cái bằng ta, có nghĩa là lặng hầu đó mình tin đến mức độ như thế. Mà cũng đúng thật, nếu mà hiệp đồng có chứng tường thì có khi là đúng. Bởi vì như hồi nãy anh không anh tức là do cái múi giờ, mà múi giờ mà quánh sóng chỉ cần tiếng đồng hồ là qua ngà khóc là mất ngà rồi. Vì 4 giờ 30 sóng nữa súng, mà giờ thì 5 giờ sóng là quánh, 5 rưỡi sóng là quánh chi. Cho nên cái múi giờ nó quan trọng đó, mà qua cái múi giờ nó là coi như mất ngà thôi, bên chị bình thường. Cho nên cái chỗ này thì giữa cái giờ này với cái giờ nọ có lệ đi, chứ còn nếu mà đánh cùng một lúc thì có lẽ là kết quả còn lớn hơn nữa, trời tính trừ cái chỗ đó thật cái lực lượng một cái lực chính trị nghe cái tên đường có tiếng này nè, cái chỗ mà ở dưới tôm anh đi lây nè, cái nào cái này không bán biết bao nhiêu cái thân bình từ cái vùng đông mà kéo lên cái của Bình Phục mà đi qua cánh đồng đi tới Bình Nguyên cho cái vùng này thân bình á, không bán biết nhiều, máy ba trực thăng, máy ba tờ gỗ á, máy ba trực thăng dùng được đi không bán ném được gọn. Cho nên cái đó thì sau này cũng thành một cái bài hạt mà rút ra để cho bắt chiến sau này, tức là muốn thực hiện được cái đó thì phải đồng loạt. Thế là 230 buổi giúp công đó. Thế thôi tôi thấy. Bác tá cho em hỏi một chút, cũng như là đối với bác Ảnh, em cũng muốn biết là khi bác đi bộ đội thì là bác bao nhiêu tuổi, và vì sao bác lại chọn quân đội Quân Giải Phóng Nhân Dân Việt Nam chứ cũng không chọn Quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Tôi có vấn đề thế này. Tôi thực tế là tôi đi bộ đội là xuất thân từ Đà Nẵng về đi bộ đội, xuất thân từ gốc Đà Nẵng về quê đi bộ đội, đương học ở Đà Nẵng về quê đi bộ đội. Tại sao là như vậy? Thế này, trong đi ngược về thời gian một tí là khi đó là hòa bình năm 1954, thế là khi đó là mình bộ đội tập kết ra Bắc và một số người tập kết ra Bắc. Thì ba với chú tôi trên đường cũng đi tập kết, nhưng mà đến cổng Quy Nhơn là tàu có ba lan chạm mất, đi hầu đó đi bằng tàu ba lan đưa ra biển Sầm Sơn Thanh Hóa thì tàu ba lan chạm mất. Thế là chú tôi với ba tôi là về không đi được. Rồi tôi đi bộ đội là hắn có một nguyên do của hắn là sâu xa, tức là khi năm 1961-62 tôi học Đà Nẵng đi thì mấy ông dượng tôi ông hoạt động cơ sở sở dưới sông Hàn bây giờ này, bây giờ sông Hàn bây giờ đó ở chỗ cầu
cầu quay sông Hồng bây giờ đó, hồi xưa chỗ đó hắn có một cái cồn gọi là cồn khoi, cồn khoi thì khi nước lên á, thì hắn lút xuống, mà khi nước không lên á, thì hắn vô lên để cho những người dân cư gì đó ở đó ở đó để người ta đào đó, người ta sinh sống, rồi nước xuống nước lên người ta đánh về lại khác thôi, chứ không phải là cư trú đó. Thì tôi mới nghe với ổng ngồi trong, hồi nãy tôi còn nhỏ, ngồi 61-2 tôi còn nhỏ, thì nồi trong cái mũi thiền đó, mà ổng bàn cái chuyện về miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bàn về chuyện Bắc Hồ. Thì nói chung là mấy ổng tưởng tôi là không bao giờ để ý mấy cái chuyện đó, vì con nít không để ý. Ổng bàn tự do Nam ra ông chỉ ngồi bàn tự do. Thì tôi nói là mình nói thật, nó không để ý, nhưng mà nó là lọc tê cho mình nhớ mấy ông bàn chuyện về xã hội chủ nghĩa về Bác Hồ, thì mình lọc tê cho mình nhớ. Thì nhớ, thì cái nhân kỷ niệm đó thì chính cho nó qua đi, tôi không tưởng tượng, mình cũng không để ý đấy. Thì vào năm 1969 64 tháng 9 64 thì quê tôi được giải phóng, mà trúng cái nhà tôi về quê tôi là nhà tôi giải phóng, hắn là có cái bất chợt cái vậy. Thế thì tôi về quê chơi, thì trúng hôm đó thì về quê tôi là dân Duy Nghĩa, phải qua một con đò, ngày đó phải qua một con đò, bây giờ cái cầu gì, cầu Phú Trạch đó, phải qua một con sông. Thì cái ông lái đò đó là ông Tóm Tái đi, thì đò chạy gần đến cách khoảng cỡ 300-400 mét, thì tôi nghe trong bờ đi nổ súng. Nó súng tức là quân giải phóng mình trong Bình Dương đi ra giải phóng cái xã tôi, có gì dí lính ngụy chạy tùm lum giải phóng. Thế là bác được, đêm đó là bác đi được ông một người cảnh sát, hai người cảnh sát và người đại diện, mà ba người này đều đã ác ông ấy, giết dân ở đó rất nhiều, và hiếp riêng ông đại diện là hiếp dâm 105 người phụ nữ, những người chồng đi tập kết, gọi là gió Minh Quy. Hay là đêm đó là tôi ở lại để chứng kiến cái cảnh đó, thế là bác ba ông bị dắt đi, đưa cho con, đưa bây giờ gọi là công an, ngày xưa là gọi là cái gì đó, dắt đi xử lý, nói chung xử lý. Thế bây giờ phát động phong trào tổng quân nhập ngũ ngay trong đêm đó luôn. Vì quê tôi là có cái cây chợ, cái chợ tôi là có cây bòn, phẫn nếu mà anh em mình sót lại với nhau đi á, phẫn chục người hết cái góc đó, hết to à, chờ rồi đó, cây bòn to lắm mà. Thế là tôi là meeting ở đó, cái kêu gọi một đơn vị là tàng quân nhập ngũ, anh em tàng quân nhập ngũ. Thì tôi hầu đó mới có 16 tuổi, thì tôi chỉ xác định được một câu thế này, chỉ nhớ một câu thôi, thứ nhất nhớ được hai vấn đề. Một là ba mình hồi xưa có định ý định đi tập kết, rồi hồi nhỏ mình nghe mấy ông muốn nói về chuyện Bắc Hồ, chuyện Bắc Hồ xã hội chủ nghĩa. Và vấn đề thứ ba quan trọng nhất là vấn đề là khi mẹ tôi mang đứa em trong bụng 9 tháng bị dẹt phọt bán chết, đứa em trong bụng tóm thân, tức là dẹt bán chết em trong bụng, chết em tôi, mẹ tôi và em tôi, cái đó là cái căm thù nhất. Chết năm 1953, 1954 hòa bình đó, đó là cái tôi căm thù nhất. Nhưng mà khi tôi nghe được cái câu này, câu là có những ai nằm ở những cái trường hợp ra đây trả thù nhà đầy nợ nước, cái câu đó là cái câu chân lý của tôi. Tôi là xung phong đi bộ đội, xung phong đi rồi mình nghe được câu trả thù nhà đầy nợ nước, thì hạt nó tôi hầu nó tôi cũng về lãnh với hạt lớp năm chứ mà thế là xung phong đi bộ đội. Nếu mà tôi không có cái đợt về trai ở địa phương đó, không bị, không được cái ngày giải phóng quê hương, thì bây giờ cũng chả biết ra sao, nhưng mà tôi có cái hay được về trúng quê hương giải phóng, ke gọi tầng quân giật ngủ, thì khơi đó không kể tuổi thoát, tôi mới 16 tuổi, 36 ký, đăng ký đi bộ đội, lên núi về đó.